Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với AIB Shop. Thì hôm nay á, mình sẽ không nói về gaming gear của các thương hiệu như là Razer, Corsair hoặc là SteelSeries, Logitech đồ, mà mình sẽ nói về gaming gear của một thương hiệu chuyên gia làm cây nguồn tản, đó là Cooler Master. Cụ thể ở đây á, đó là một dòng chuột với cái số hiệu là MM712. Và trong phân khúc chỉ hơn 1 triệu đồng á, thì không biết là dòng chuột này có xứng đáng với cái tên là ngon bổ rẻ hay không á, thì mời anh em đi tìm hiểu cùng với mình. Và nếu anh em có tham khảo sản phẩm này hoặc là các sản phẩm khác mà AIB Shop đang kinh doanh á, mời anh em click vào cái link mà mình để bên dưới phần mô tả ha. Như là anh em đã thấy á, thì MM712 nó sẽ có hai phiên bản màu sắc, đó là màu trắng và màu đen ha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp là màu tím, đây là cái tông màu chủ đạo của bên Cooler Master rồi. Về mặt phía trước của cái mặt hộp chuột này nè, thì sẽ có một số thông tin cơ bản của chuột như là về mắt đọc, về cân nặng, về DVI cũng như là chuẩn kết nối. Mình thấy là khá đầy đủ thông tin chi tiết của một con chuột trên chiếc hộp này đó chứ. Và không biết là bên trong đây á, là nó có những gì thì mời anh em đi unbox cùng với mình. Và sau khi mình unbox con chuột ra á, thì tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có 4 cái phụ kiện. Đầu tiên đó là cái dongle này anh em có thể cắm cái receiver vô để cái sóng của không dây nó có thể ổn định hơn. Tiếp theo đó là cục receiver 2.4, thì cái này là chắc chắn phải có cho một con chuột wireless rồi. Tiếp đến là một sợi dây sạc được bọc dù và hai đầu được mạ vàng ha, cái này là dây tai si ha. Và cuối cùng nó là một cái bịch chứa những cái miếng grip tape. Grip tape ở đây thì anh em có thể dán cho con chuột để nó chống trượt nè, với cả chống mồ hôi tay đồ này kia. Và một cái điều đặc biệt mà mình thấy rất thích ở Cooler Master là họ có trang bị cho chúng ta luôn cả cái khăn cồn để chúng ta có thể lau chuột đi mà trước khi dán vô ha. Thì cũng như ba cái dòng chuột khác thì chất liệu nhựa ở trên cái dòng MM712 thì là chất liệu nhựa ABS ha. Về cái phần lưng này thì chúng ta sẽ có một cái logo của Cooler Master, sẽ có đèn nền là RGB. Cái phần đèn này thì các bạn có thể tùy chỉnh trực tiếp ở trên cái phần mềm Cooler Master ha. Và ở phần trên đây chúng ta sẽ có một cái con lăn này thì được phủ cao su của bên ngoài. Cái điều mà mình rất thích ở đây á, là con lăn này lăn cực kỳ mượt, và cái thứ hai á, là gần như là không có tiếng kêu khi mà chúng ta lăn. Và lật về cái phần đằng sau nè thì chúng ta sẽ có một cái ngăn để cất cái cục USB receiver, cái này mình rất là thích. Tại vì nó tăng lên cái tính di động của con chuột hơn. Các bạn có thể mang chuột đi đây đi đó mà không có sợ lạc mất cục rì ha. Cách phụ kiện qua một bên đi, thì trên tay mình đây á, là nhân vật chính của ngày hôm nay, là một con chuột MM712 màu trắng ha. Điều mà đập vào mắt mình đầu tiên á, là con chuột này có một cái form tay rất là nhỏ, gần như là nhỏ nhất nhì trong tất cả con chuột mà mình đã từng xài qua. Cái thứ hai là con chuột này được thiết kế là form đối xứng dành riêng cho người thuận tay phải. Thì mình thấy năm nay á, thì các bên như là Razer, Corsair, Logitech đồ họ ra những cái dòng chuột form đối xứng rất là nhiều, và mình thấy cái form này cầm vô rất là hợp lý ha. Mình thấy là Cooler Master đang muốn tiếp cận những người có cái form tay nhỏ, đặc biệt như là mình ở đây nè. Và một cái mình thấy được là người châu Á của chúng ta thì có cái form tay không mấy là lớn đâu. Tiếp theo là về tổng số nút, có trên MM712 thì như mình đếm được ở đây là có tổng cộng là 7 nút bấm và một cái cần gạt ha. 7 nút bấm ở đây là bao gồm những gì nè, là bao gồm lít trái, lít phải, lít dưới là 3 nè, nút back, nút forward nè là 5 nè. Và đằng sau này sẽ có một cái nút be là 6 và một cái nút này để chuyển đổi qua lại với các chế độ DPI là 7 ha. Và cần gạt như là lúc đầu mình nói á, là cần gạt để chuyển đổi qua lại chế độ Bluetooth, chế độ wireless cũng như là chế độ cắm dây ha. Về mặt ngoại hình và phụ kiện thì đã quá là ngon nghẻ rồi, vậy thì còn thông số kỹ thuật của MM712 thì sao? Ok, đầu tiên là về phần cảm biến đi. Cảm biến có trên dòng MM712 này á, thì sẽ là cảm biến BizAd 3370 với DPI lên tới là 19.000. Cái này á, tuy là trên thông số web hãng không có ghi đâu, nhưng mà mình đi hỏi được thêm á. Và anh em lưu ý á, khi mà anh em mua về á, thì ba mức DPI mặc định sẽ là 400, 800 và 1200. Nếu mà anh em muốn can thiệp sâu hơn, anh em muốn chỉnh nó rộng hơn, nó nhiều hơn lên tới 19.000 á, thì anh em tham khảo thêm về phần mềm Cooler Master ha. Và baud rate á, cũng là một thông số rất là quan trọng đối với các dòng chuột không dây. Không biết là anh em có quan tâm hay không, nhưng mà để mình nói luôn thì baud rate có trên MM712 đó là 1000 Hz. Nhưng mà anh em lưu ý á, để sử dụng được 1000 Hz thì anh em phải sử dụng qua wireless hoặc là cắm dây ha. Còn riêng với chế độ Bluetooth á, thì chỉ sử dụng được 125 Hz mà thôi. Từ phần trọng lượng á, thì đây là một cái điểm mạnh rất là lớn của Cooler Master MM712, khi mà trọng lượng loanh quanh nơi đó chỉ với 58g thôi. Thì như là mình thấy á, các anh em nào mà có gu sở thích mà xài chuột nhẹ thì đây là một cái lựa chọn rất là đáng giá. Rồi cái phần tiếp theo và cũng là cái phần cuối cùng và cũng không có kém phần quan trọng luôn á, đó là về tuổi thọ của clip chuột cũng như là thời lượng pin. Nói trước về cái phần clip chuột đi, thì như là Cooler Master công bố họ trang bị cho MM712 cái clip chuột đó là quang học, có tuổi thọ lên đến là 7 triệu lần bấm. Và cái phần tuổi thọ pin á, thì như là mình tham khảo được á, thì MM712 có thể xài liên tục đến 180 tiếng khi mà sử dụng qua Bluetooth mà không bật led nha. Và 80 tiếng khi mà sử dụng qua wireless cũng là không bật led luôn. Nên là anh em lưu ý, nếu mà anh em có bật led lên á, thì có thể là thời lượng pin nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Ok, vậy là xong một vài vấn đề mà mình vừa trải nghiệm á, thì mình thấy đây là một dòng chuột rất là phù hợp cho mình. Tại sao là mình nói là phù hợp cho mình đi? Cái thứ nhất á, là cái form tay của mình khá là nhỏ. Khi mà mình đặt vào con chuột này á, thì cảm giác như là mình được ôm hết con chuột. Cái thứ hai á, là trọng lượng của chuột rất là nhẹ. Mình cũng là một người khá là thích xài chuột nhẹ,
Và cái điểm cuối cùng là cái điểm nhấn luôn, đó là dòng chuột này khá là rẻ, nhẹ tiền với những người nghèo như mình. Vậy thì anh em thấy sao? Đây có xứng đáng là một dòng chuột với tiêu chí là ngon bổ rẻ hay không? Anh em hãy nhớ comment, like và share cho Abyshop. Hẹn gặp anh em vào những video clip lần sau ha. Bye bye.